Xin chào cả nhà. Sáng hôm nay được nghỉ mình lại phải ra vườn để thu hoạch rau đây. Hiện nay chỗ rau má của mình nó tốt quá trời. Bời bời lớp lớp là phải thu hoạch thôi. Bởi vì là ăn non non thì nó mới ngon, ăn bánh tẻ nó mới ngon chứ già là nó không ngon nha các bạn. Cho nên là cần phải thu hoạch sớm, các bạn có thấy ngọn nó vươn này. Bò lung tung rồi. Đây là khu vực mình trồng các cái loại rau mà ít nắng ấy. Cần rau răm thì cũng ăn không xuể, suốt ngày phải mời bạn bè đến để cho các bạn. Súp lơ của mình thì thu hoạch vừa rồi, lát nữa chắc mình phải đi thu hoạch cái cây súp lơ này. Còn su hào thì là lông lốc nhiều lợn con hết rồi các bạn, chắc cũng phải đi vài chặt chặt vài củ su hào vào. Cải kêu cũng ăn không hết, suốt ngày phải mời người đến cho. Đây các bạn, cây súp lơ đầu tiên. Cây súp lơ của mình là mình trồng hoàn toàn là phân hữu cơ cho nên nó cũng không có quá là to đâu các bạn, gọi là trung bình thôi. Bây giờ mình sẽ thu hoạch thêm su nói chung là ăn đến đâu thu hoạch luôn đến đấy thì non hơn đấy các bạn, mình không thu hoạch hết cất tủ. Xong rồi á, làm nộm su hào ngon tuyệt vời đó các bạn, biết các bạn làm chưa, thử đi. Mùa này su hào rẻ các bạn cứ mua về, nếu không trồng được các bạn mua về mà làm nộm ăn rất là ngon. Đây là su hào và súp lơ của sáng hôm nay. Bây giờ sẽ là đi thu hoạch rau má nha các bạn. Cái rau này thì nó rất là tốt cho sức khỏe, cho nên nếu có thể các bạn nên trồng, nó cũng rất là dễ. Nếu các bạn biết cái đặc tính của nó, đó là ưa mát, ưa ẩm, tức là hạn chế ánh sáng thôi. Có ánh sáng nhưng mà nắng vài tiếng thôi, 2-3 tiếng thôi một ngày là ok đấy. Và phân thì phân bò nha các bạn, rất hợp phân bò. Các bạn thấy không? Lá non và ngon tuyệt vời luôn. Và thu hoạch thì không nên cắt xoẹt xoẹt hết. Đây, nhổ nó lên cả cây ấy các bạn. Không nên cắt xoẹt xoẹt hết mà chúng ta nên là dùng tay ấy, mà dứt từng cái lá này này nó hơi lâu một xíu. Nhưng mà đấy mới đúng là cái cách thu hoạch đúng mà nó không hại cây. Thu hoạch xong thì cái ngọn nó vẫn còn này, phát triển hơi lâu xíu nhưng mà không sao, cái này cứ chịu khó tưới ẩm cho nó nhé các bạn. Đất thì tơi xốp mà cứ trộn với đất compost, trộn ít phân bò là lên tơi bời luôn thôi. Cái chậu này mình mới tách từ cái chậu mẹ nó ra cỡ được khoảng biết có được hơn 1 tháng rồi mà nó lên kinh khủng. Cái chậu mẹ nó bên này đó các bạn, hơn 1 tháng mà lên quá trời lên. Ngọn nó leo, các bạn đừng cắt những cái ngọn này nhé. Khi thu hoạch các bạn để những cái ngọn lẹ, những cái ngọn leo này lại. Nó có rất nhiều những cái nụ hoa này này, thì hoa nó già nó rụng hạt xuống thì nó lên cây mới nha. Chỉ thu hoạch lá thôi. Cái này rau má các bạn xay sinh tố cũng ngon cũng tốt. Còn nhà nhiều quá thì nấu canh rất là mát, nhiều nữa múi dưa. Nhà mình thì mới có để nấu canh thôi chứ chưa có được múi dưa bao giờ. Nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam á, múi dưa ăn ngon lắm. Sao hôm nay nhiều thế này là múi dưa cũng được.
cô coi như là mình thu hoạch xong rồi các bạn. Lát nữa đây mình sẽ đi mình nhặt bỏ hết cái lá vàng này đi này. Nhặt bỏ đi này. Đấy. Xong rồi mình kéo tất cả những ngọn nó leo, nó lan ra xung quanh các bạn, kéo nó vào trong chậu. Khống chế nó ấy. Không cho nó rụng hạt đi xung quanh lãng phí. Đấy rồi. Tưới ẩm tiếp là lên. Cứ khoảng một tháng một lần các bạn rải cho một lớp đất compost trộn với phân bò. Hoặc là sau mỗi lần thu hoạch như thế này này các bạn. Các bạn cho một lớp đất mỏng sân phân bò lên cho các bạn tưới nhá. Cái chậu này mới là chậu mẹ của nó này các bạn. Năm rồi mình tách ra được mấy chục cái chậu nhỏ. Đấy, này các bạn nhìn này. Tốt thích không? Xin lưu ý lại nó cực kỳ hợp phân bò nhá. Mong quá trời. Cái này mình cũng thất bại một năm, sau đó mới rút được kinh nghiệm đối với hồng má các bạn. Năm đầu tiên mình trồng mình cho ra chỗ nắng quá đấy. Thấy chăm sóc mãi cây nó cứ rụt nó không lên. Nên là mới chuyển chỗ vào chỗ mát thì thấy lên. Xong cũng lại bón thì cũng bón thử phân gà thấy cũng không mạnh. Vì phân gà nó nóng ấy các bạn. Thì sau đó chuyển sang phân bò thì thấy quá hợp. Tóm lại là cái kinh nghiệm có được phải tự đúc rút hoặc là phải học hỏi những người mà đã trải qua ấy. Mình thì cũng có bao kinh nghiệm là mình chia sẻ với mọi người hết. Mong tất cả mọi người đều trồng được rau ăn, rau sạch mà ăn ấy. Không có giữ lại cái kinh nghiệm là cho mình thôi. Ít chia sẻ. Trời ơi, cái rau này chỗ mình ấy các bạn. Họ bán mấy chục đô một kilo nhá. Mà là héo quắt héo queo nhá. Rau má này mà nó gặp một tuần mà mưa nhiều ấy các bạn. Trời nó lên khủng khiếp luôn ấy. Mình thì cái vườn nhà mình rộng, mình trồng quá nhiều loại cây. Nhiều khi mình không có để ý, nhiều khi quên. Mà các bạn thấy nó vẫn lên ác chiến. Ngọn nó bò xung quanh rất là nhiều. Để mà không bị nhổ cái rễ lên ấy, các bạn dùng tay các bạn ấn cái gốc nó xuống. Trong lúc mà các bạn dứt cái lá lên ấy, dùng tay mình ấn cái gốc nó xuống thì nó không có đi theo cái rễ. Bởi vì cây này nó bò lan ở trên mặt đất là chính ấy. Thì nếu mà mình dứt mạnh quá nó lên cả gốc. Cứ sáng này ra trước khi đi làm hoặc chiều về hoặc cuối tuần là mình nhiều việc lắm các bạn. Tưới cây, chăm sóc cây là một chuyện, nhưng đi thu hoạch cây, thu hoạch rau cũng mất thời gian phết ấy. Những cái loại mà su hào, súp lơ chặt phát là xong. Cái loại này là ngồi tỉ mẩn. Bới tóc sâu như này giống như là bới tóc sâu. Gốc nào mà bị các bạn lôi lên các bạn lại cắm nó xuống trồng lại phí. Nhưng nó đẻ thôi rồi. Cái cây gì thế mà khi nó gặp cái thời tiết phù hợp ấy nó lên kinh khủng. Còn khi mà thời tiết không phù hợp thì nó cứ lay lát. Ví dụ mùa đông ấy
mang vào trong nhà. Khí hậu nó không có phù hợp, thời tiết nó không thực sự phù hợp là tôi cũng lay lắt, nhưng mình cũng toàn phải mang vào để giữ giống cho năm sau ấy các bạn. Cái rau má này nó không chịu lạnh được, nó không có sống được qua mùa đông. Thế còn là nếu như các bạn trồng mà hạt nó rụng xuống thì nó cũng mọc, nhưng mà chờ nó mọc được thì muộn quá rồi, trễ quá. Ví dụ cái dọc mùng hay còn gọi là bạc hà của mình ấy, năm rồi mình thí nghiệm, mình mới ủ gốc kỹ càng cẩn thận để xem năm sau nó mọc lại không. Tuy nhiên là để đề phòng thì mình vẫn phải mang cây vào nhà để giữ giống. Đầu năm đến mùa ra chả thấy cây nào mọc lên thì mình nghĩ nó chết hết rồi. Xong rồi mình lấy cây ở trong nhà mình trồng. Mình trồng được cỡ tháng thì bây giờ cái mầm cái cây con mà do mình ủ gốc ấy, bây giờ nó lên kinh khủng. Tuy nhiên nó rất nhỏ. Nó nhỏ, tức là nó lên trễ như vậy thì có được ăn thì cũng không được bao nhiêu. Lát nữa mình sẽ cho cái gốc rau má này một lượt phân rồi tưới đẫm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và tạm biệt các bạn nha.